Tôi có một cái tâm sự buồn là năm 1988 là tôi có cái thù oán với mọi người. Lúc đó tôi mải mải chơi, tham gia cờ bạc, đánh nhau, thế người ta mới ghét mình, thù mình. Một buổi tối, tôi vợ tôi lúc đó là mới cưới nhau được 1 tháng, đang đi trên đường là có cái xe máy đi ép sát lại, có người ngồi sau người ta bịt mặt, người ta hắt một cái ca axit vào mặt tôi, tức là cả hai vợ chồng đều bị bỏng bỏng axit. Vợ tôi thì bỏng rất nhiều ở mặt với ở người, tôi thì bỏng ở mặt ở người, nhưng mà riêng hai mắt thì bỏng nặng nhất. Tức là từ năm 1988 là tôi không nhìn thấy được cuộc sống, tôi phải đi bệnh viện trong vòng 2 năm ở Hà Nội không chữa được mắt. Về nhà nằm trong một cái buồng nhỏ 3 năm trời. Lúc nào cũng suy nghĩ buồn bã về cuộc sống. Vì lúc đó ban ngày như ban đêm, xung quanh lúc nào cũng là bóng đen cả. Tôi rất chán vì mình phải sống phụ thuộc, lại thuộc nhiều người phục vụ mình. Mình cứ ngồi không như vậy. Lòng tôi rất nhiều thù oán. Ngay dưới cái gầm giường của tôi ngủ là lúc nào cũng có gương, rồi có vũ khí, vì mình luôn luôn đề phòng cảnh giác, thù hận. Thế rồi đến năm 1993, tôi được nghe nói về Chúa Giêsu. Khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu thì tôi rất là nghi ngờ, vì tôi nghĩ rằng các cái tôn giáo khác rất là lớn trên thế giới, người ta còn rất là nổi tiếng nhiều thế kỷ, còn Chúa Giêsu thì tôi cảm giác như là rất là tầm thường. Nhất là suy nghĩ về hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì tôi thấy nó yếu đuối quá. Nhưng vì cái người mà nói về tin lành cho tôi, người tên là cô Diệu Hoa, nói với tôi rằng Chúa Giêsu là đấng đã từ kẻ chết sống lại, có quyền năng biến đổi mọi cuộc đời, có thể mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng cho người câm, làm người què đi và người chết để sống lại. Chúa Giêsu đã lên thập tự giá là chết thay tội cho nhân loại và cho nó có tôi. Thì tôi nghĩ là rất là lạ, là tôi với Giêsu không quen biết, cách nhau mấy ngàn năm như vậy thì làm sao có liên quan gì. Nhưng vì cái người truyền đạo cô Diệu Hoa này cũng nhiệt tình quá, hôm trước đến tôi không tin Chúa, hôm sau cô lại đến, và mỗi lần nói về Chúa thì cô đều khóc. Thì tôi mình thấy có cái sự cảm động là có một người rất nhiệt tình nói về Giêsu, cứ đổ nước mắt nói về Giêsu cho mình nghe. Thế tôi cũng sốt ruột, tin Chúa để cho nó được việc, để đỡ nghe cô nói nhiều quá. Khi tin Chúa xong thì tôi cũng muốn cầu nguyện với Chúa là nếu như Chúa Giêsu thực sự là Đức Chúa Trời thì hãy làm phép lạ cho tôi, thì tôi sẽ tin Chúa. Trước đây tôi có một cái thói quen là nghiện thuốc lá. Tôi nghiện thuốc lá nhiều năm rồi. Mỗi ngày tôi phải hút 2 gói thuốc lá, 3 số. Tìm mọi cách không cai được thuốc lá. Tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu là nếu như Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì hãy giúp tôi cai thuốc lá. Và tôi cai được thì tôi sẽ tin Chúa. Tôi cầu nguyện xong hôm trước thì hôm sau là tôi bị một cơn sốt rất lạ thường. Từ đầu đến những gót chân là cứ nóng. Nhưng mà cơn sốt rất là
là lạ lùng. Vẫn sốt, vẫn nóng như vậy nhưng mà ăn vẫn ngon, ngủ ngon. Thì tôi thấy rất lạ. Và tôi thử châm đôi thuốc đặt lên môi thì tôi cảm giác như là có hòn than. Mà rất là sợ thuốc lá. Tôi vứt đôi thuốc đi. Sang ngày hôm sau tôi vẫn bị cơn sốt như vậy. Và cứ liên tiếp như vậy sốt trong 7 ngày. Và mỗi lần mà tôi châm thuốc lá hút ấy, là tôi bỏng môi. Nóng cổ không hút được. Chưa bao giờ tôi sợ thuốc lá như thế. Thế là suốt 7 ngày như thế, tôi cứ thử hút thuốc lá, đặt lên môi là nó lại nóng, tôi lại bỏ thuốc lá ra. Và rồi tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Giêsu đang hành động quyền phép ngài trên đời sống tôi. Đến ngày thứ 7 là tôi thực sự là vô cùng sợ thuốc lá. Và thế là tôi đã thực sự đầu hàng Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu hoàn toàn. Tôi nói với Chúa rằng ngài đã giúp con cai thuốc lá, là cái việc mà con không thể làm được, và cả gia đình cũng không ai có thể giúp tôi được. Và tôi biết rằng Đức Chúa Trời thực sự có thật, và Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Từ đó tôi quyết tâm là tìm hiểu Chúa Giêsu. Và rồi tôi cứ nhờ người này người khác đọc Kinh Thánh cho tôi, đi nhà thờ nhờ mọi người đọc lời Chúa. Và mỗi lần nghe lời Chúa tôi thấy rất là phước hạnh, rất thấy là bình an. Nhất là có một lời Chúa trong sách Châm Ngôn, đấy là nói rằng người khôn ngoan có đôi mắt ở trong đầu. Tôi rất buồn vì nhiều năm mình hỏng mắt và rất là mặc cảm, không nhìn thấy cuộc sống. Nhưng khi có một câu Kinh Thánh là người khôn ngoan có đôi mắt ở trong đầu, tôi bừng tỉnh. Tôi hiểu rằng tôi cần phải có đôi mắt ở bên trong. Và thế là tôi quỳ gối, tôi cầu xin Chúa trong một ban đêm, xin Chúa cho con được mở đôi mắt ở bên trong, mắt trong đầu, mắt tâm linh. Tôi đang cầu nguyện như vậy thì có một luồng ánh sáng chiếu rọi, dường như là xuyên qua đầu tôi, xuyên suốt người tôi. Tôi cảm giác như người tôi trở thành thủy tinh trong suốt. Tôi được hòa tan trong ánh sáng đấy. Mãi sau này tôi mới hiểu là Chúa Thánh Linh đã cho tôi có được đôi mắt mở ra để thấy mình thật là mong manh, nhỏ bé, và thế giới của xung quanh mình rất là rộng lớn. Và trên cả thế giới này có một đấng vĩ đại vô cùng, đó là Đức Chúa Trời hằng sống quyền năng. Từ ngày đó tôi càng say mê tìm hiểu về tin lành của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Chúa đã đấng biến đổi cuộc đời tôi, để tôi được trở nên cuộc đời sống mới. Và rồi có một lần kia, con gái tôi 2 tuổi rưỡi bị sốt ốm. Khi tôi đang ngồi làm việc thì bác cháu bế cháu, thì bế xuống dưới nhà tầng 1, thì tôi nghe có người nói rằng con gái của anh Thịnh chết rồi. Tôi biết là cháu đang sốt nhưng làm sao có thể chết được. Từ tầng 2 tôi chạy vội về phía cầu thang để xuống xem con mình ra sao. Thì đang chạy được 3 bước thôi thì có một cái bức tường trắng vô hình hiện ra chắn lại thôi. Tôi quỳ xuống, tôi thấy có một sự hiện diện của một đấng vô hình rất đỗi cao cả. Lòng tôi rất kính sợ. Tôi hỏi có phải là Chúa Trời không? Thì có tiếng trả lời là ta đến để cứu con, cứu gia đình con và cứu con gái của con. Thế tôi hô lớn, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah. Sau đó bức tường trắng biến mất. Tôi từ từ đi xuống dưới cầu thang.
thì thấy những người xung quanh khu vực tôi ở đứng rất đông người quanh cửa. Người thì nói rằng chết rồi, người thì nói rằng đưa đi bệnh viện cũng không kịp nữa. Nhiều tiếng nói khác nhau. Tôi đi xuống, vừa đi tôi vừa nghĩ trong lòng rằng mình sẽ làm gì đây. Tôi hỏi bác cháu thì đang bế cháu trên tay, nói rằng cháu không có thở, người cháu cứng ra mà toàn thân tím ngắt lại. Thì tôi thầm nói trong lòng rằng Chúa ơi, con phải làm gì? Thì có tiếng Chúa phán rằng con hãy nói điều ta muốn con nói. Tôi lại nói với Chúa trong lòng tôi rằng con không dám nói, vì lúc đó tôi chưa biết cách nói về Chúa, chưa quen. Mà xung quanh thì toàn là những người công nhân, hải quan, cán bộ, người hàng xóm, rồi người xe ôm, xích lô, đủ các tầng lớp, người bán hàng. Tôi sợ là nói ra về Chúa thì họ sẽ cười, họ cho tôi là mê tín. Mọi người cứ ầm ĩ bàn tán về tính mạng con gái tôi. Nói chung là nói rằng con gái tôi chết, không kịp nữa. Thế tôi mới nói với Chúa là Chúa ơi, nếu Ngài muốn con nói thì xin Ngài cho con được nói, thì cho con mạnh dạn nói. Thì nghe đó tôi thấy lòng tôi rất là thoải mái và rất là tự nhiên và rất là nóng cháy, dường như có gì đó thôi thúc bên trong. Tôi đang nói rằng xin mọi người hãy trật tự, ở đây có Đức Chúa Giêsu. Thế thì tất cả mọi người cười ầm lên, vì con mình thì dường như là sắp chết mà mình lại nói về một ông Giêsu nào. Thì người ta nói là mình đúng là mê tín. Thì tôi nói là mọi người cứ yên tâm, ở đây có Chúa Giêsu, chắc chắn mọi người sẽ thấy. Và thế là tôi đặt tay trên ngực con gái tôi nói rằng lạy Chúa Giêsu, xin Ngài cho con gái con được tỉnh dậy, để cho mọi người ở đây biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Tôi vừa dừng tiếng cầu nguyện thì con gái tôi 2 tuổi rưỡi chưa biết nói nhé, đây là câu đầu tiên cửa miệng của nó cất tiếng Amen. Và theo như người ta tả lại, con gái tôi đang tím như than thì mặt nó lúc đó hồng rực như mặt trời, hơi thở đều đặn. Thế là cả mọi người xung quanh ồn ào lên, ai cũng lấy lạ, vì sau khi tôi cầu nguyện Chúa Giêsu, con tôi tỉnh dậy. Ngay sau đó tôi bế con tôi chạy lên tầng 2 nhà tôi, tôi quỳ xuống, tôi khóc vì Chúa thương tôi, Chúa đã giữ gìn tính mạng con gái tôi, vì nó là nguồn vui của tôi. Tôi nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài đã bảo vệ mạng sống con gái con, con nguyện trọn đời tin Ngài và làm chứng về Ngài. Kể từ đó đến nay đã 10 năm rồi. Sau khi có Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời, tôi được Ngài giúp đỡ thay đổi rất nhiều công việc. Trước đó tôi là người buôn bán cần sa, tôi là người thích đánh bạc. Nhưng mà khi có Chúa Giêsu là tôi không buôn bán cần sa nữa, tôi không đánh bạc, không đánh số đề nữa. Tôi thay đổi hoàn toàn, vì tôi biết mình là con trai của Đức Chúa Trời. Tôi phải sống giống như Chúa Giêsu, là hình ảnh toàn vẹn, là hình ảnh thiện lành mà Đức Chúa Trời gửi đến cho nhân loại chúng ta, học theo gương Chúa Giêsu. Lúc nào tôi cũng muốn nói về Chúa Giêsu cho mọi người biết, chính Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, chính Ngài là đấng tạo hóa vĩ đại, chính Ngài là cứu Chúa của thế gian này. Nếu thế giới này ai cũng sống giống như Chúa Giêsu, tôi dám chắc sẽ không có chiến tranh, không có tệ nạn xã hội, cũng không có đói nghèo, không có bệnh tật, cũng chẳng còn chết chóc và tang tóc nữa. Vì Chúa Giêsu là nguồn sống, là tình yêu, là phước hạnh muôn đời. Hôm qua lời chứng đơn sơ của tôi nguyện cầu tất cả những ai nghe những lời chứng này hãy đến với Chúa Giêsu. Nếu ai thực sự muốn thay đổi đời sống của mình,
Dù quý vị là ai, là nhà bác học, là danh nhân, vĩ nhân lẫy lừng đi, hay quý vị là một cương vị chủ tịch nước hay tổng thống một nước quốc gia nào đó, hay quý vị là một nhà kinh doanh thành công, một nhà tỷ phú, có nhiều tiền trong ngân hàng, những cái đó không cứu được linh hồn quý vị. Bất kỳ quý vị là ai, chỉ có Chúa Giêsu, hiện thân của Đức Chúa Trời, có thể cứu được linh hồn chúng ta, có thể thay đổi được cả thế giới này và thay đổi được mỗi đời sống chúng ta, từ những con người xấu xa, tội lỗi trở lên những thánh nhân mang hình ảnh thánh thiện của chính Chúa Giêsu, là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và tôi khát khao cả thế giới này đều là môn đồ của Chúa Giêsu. Tôi khát khao dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thực sự gia đình nào có Chúa Giêsu, gia đình đó hạnh phúc. Dân tộc nào có Chúa Giêsu, dân tộc đó phước hạnh. Thế giới nào có Đức Chúa Trời làm chủ, thế giới đó mới thực sự là thế giới của hòa bình, phước hạnh, tình yêu. Xin Cha thương dân tộc con, triền miên trong khổ đau, chịu đựng khó nghèo, chịu bao cơn bế dâu. Xin thương dân tộc con chìm trong tối tăm, còn xa cách ánh sáng chân lý Ngài. Xin Cha thương dân tộc con, xin thương dân tộc con, cho chúng con ngày tháng yên vui. Xin thương dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa thật phước hạnh thay. Xin cho con dân tộc con lạy Cha, xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Nước nào có đấng tạo hóa làm thượng đế mình, dân tộc nào được Chúa chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Lạy Chúa, xin cho con dân tộc con. Xin cho con dân tộc con, lạy Cha xin lắng nghe lời cầu khấn này ngày đêm con thiết tha. Xin cho dân tộc con được làm dân thánh cha, bình an yêu thương sống phước hạnh. Xin cho con dân tộc con, cho con dân tộc con, cho chúng con tìm đến với cội nguồn, cho con dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa,
Dân tộc nào có Chúa thật phước hạnh thay. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa thật phước hạnh thay.